Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Là những câu ca dao mà có lẽ không ai là không nằm lòng. Luôn khoe sắc, tỏa mùi thơm cuốn hút và không bao giờ bị hòa lẫn giữa những thứ hôi tanh khác. Hoa sen đi vào đời sống với rất nhiều ý nghĩa. Hoa sen có nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu sắc thì lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Hoa sen xanh, biểu tượng của tinh thần về trí tuệ và kiến thức. Trong nghệ thuật Phật giáo, hoa sen xanh luôn được thể như một phần mở và sẽ không bao giờ quan sát thấy phần trung tâm. Hoa sen trắng, đây là đại diện cho một trạng thái tinh thần tinh khiết của sự hoàn hảo tinh thần. Nó cũng liên quan đến sự tĩnh tâm của bản chất một người. Hoa sen tím, màu hoa này có sự liên quan với các giáo phái huyền bí. Nó có thể được hiển thị như là một bông hoa nở hoặc búp hoa. Bốn cánh hoa sen tím là đại diện cho một trong những lời dạy của Đức Phật dẫn đến thức tỉnh bản thân và được coi là một trong những sự thật cao quý. Hoa sen hồng, đây là hoa sen tối cao và được coi là hoa sen đích thực của Đức Phật. Hoa sen đỏ, hoa sen này tượng trưng cho trái tim và ý nghĩa của nó có liên quan tới tình yêu và từ bi. Hoa sen cũng chính là biểu tượng của sự hoàn hảo, thuần khiết, tượng trưng cho bản chất nguyên thủy của trái tim. Hoa là hình ảnh đại diện cho tình yêu, trong sáng, thủy chung, sự đam mê trong tình yêu và không vướng phải những sai trái. Trong đó hoa sen màu đỏ là đại diện lớn nhất. Theo quan niệm phong thủy, nếu bạn đang mong muốn có một tình yêu chân thực trong đời và sắp tới muốn tiến đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nên dùng biểu tượng hoa sen hoặc trưng hoa sen trong nhà, ở môi trường làm việc, như vậy sẽ mang lại nhiều sự thuận lợi và may mắn. Hoa sen tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục, sống trong bùn đen nhưng luôn giữ được sự tinh khiết. Khi trưng bày các vật phẩm trong nhà như đĩa sen, cành sen, đèn thờ hoa sen thì sẽ khiến cho không gian trở nên ấm cúng, thanh tịnh và nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, việc treo tranh có hình hoa sen trong nhà cũng có tác dụng điều hòa khí vượng, tăng cường những nguồn năng lượng về sức khỏe cho ngôi nhà, giúp gia chủ gỡ bỏ mọi ưu phiền, tĩnh tâm, an hưởng, hạnh phúc. Hoa sen còn là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Cổ tay em trắng như ngà, đôi mắt em liếc như là dao cau, nụ cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen. Ý nghĩa hoa sen gắn với hình ảnh người phụ nữ Việt trong tà áo dài thướt tha, đầu đội non lá và tay ôm bó hoa sen, khiến người nhìn cảm thấy xuyến sao. Cùng với đó, sức sống của hoa sen có những điểm tương đồng với đức tính của người phụ nữ Việt. Chịu thương, chịu khó, luôn hy sinh và khiêm nhường, song cũng thật là mạnh mẽ và nổi bật. Trong văn hóa Việt Nam, hoa sen không chỉ là loài hoa đẹp mà còn là biểu tượng văn hóa trong tâm thức người Việt, là biểu tượng của nhân cách người Việt. Đây cũng là loài hoa duy nhất hội tụ đủ trong mình những ý nghĩa nhân sinh cao quý, ý nghĩa triết học, ý nghĩa âm dương ngũ hành và sự vươn dậy mạnh mẽ, một ý chí sống mãnh liệt như dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, hoa sen được công nhận chính thức là quốc hoa Việt Nam vào ngày 2 tháng 9 năm 2011, là biểu tượng của nền văn hóa Việt. Ngày 1 tháng 11 năm 2002, hãng hàng không quốc gia Việt Nam chính thức khai trương biểu tượng mới, cánh hoa sen vàng trên nền xanh dương, bỏ qua những biểu tượng khác như là trống đồng, cây tre hay nón lá. Hãng hàng không này đã quyết định chọn bông sen 6 cánh. Từ đó đến nay, hình tượng bông sen bay trên bầu trời đã giúp hình ảnh Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn. Trong đời sống người Việt Nam, hoa sen còn là một món quà cao quý. Hoa sen được dùng để ướp trà sen, tim sen được lấy từ hạt sen làm trà xuất khẩu. Hạt sen, củ sen hay ngó sen là những món ăn hấp dẫn trong ẩm thực Việt và những bộ phận khác của sen cũng có thể làm thuốc chữa vào một số bệnh như cao huyết áp, băng huyết hay mất ngủ.